Sáng ngày 25 tháng 2, Hội đồng Hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân quý mão 2023. Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên là lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương. Đồng chí Lê Huy Ngọ, Chủ tịch Hội đồng Hương Thanh Hóa tại Hà Nội đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đông đảo con em Thanh Hóa đang học tập, công tác và sinh sống tại Hà Nội. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương gửi lãng hoa chúc mừng hội nghị thay mặt hội đồng hương thanh hóa tại hà nội phát biểu chào mừng đồng chí lê huy ngọ vui mừng được gặp mặt nhân dịp đầu năm những người con thanh hóa đang sinh sống học tập và công tác tại hà nội đồng thời bày tỏ niềm phấn khởi tự hào vì người thanh hóa dù ở đâu làm việc gì ở cương vị nào cũng yêu thương gắn bó hỗ trợ nhau cùng phát triển có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương đất nước tinh thần đáng quý và truyền thống tốt đẹp đó giúp mỗi người thanh hóa thêm quyết tâm, nỗ lực phân đấu, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển của quê hương, sự cường thịnh của quốc gia, dân tộc. Nét nổi bật trong hoạt động của Hội đồng Hương Thanh Hóa tại Hà Nội năm 2022 phải kể đến là các hoạt động hướng về quê hương trong thời gian dịch bệnh và trạng thái bình thường mới Đặc biệt, phong trào hướng về quê hương trong đại dịch Covid-19, các cơ quan thường trực Hội đồng Hương tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn và kịp thời. Nhiều doanh nghiệp và doanh nhân thanh hóa tại Hà Nội luôn hướng về quê hương với các dự án lớn như công ty du lịch Hải Tiến, tập đoàn Danco, tập đoàn Sunroof. Trong năm, Hội đồng Hương Thanh hóa tại Hà Nội cũng đã tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ngoài ra, để tiếp tục tập hợp bà con thanh hóa tại Hà Nội và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Hương các cấp, Ban Liên lạc Đồng hương tỉnh đã quyết định ban hành dự thảo quy chế hoạt động Hội Đồng hương Thanh hóa tại Hà Nội, chuyển Ban Liên lạc Đồng hương Thanh hóa thành Ban Chấp hành Hội Đồng hương Thanh hóa tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Trọng Hưng đã thông tin tới những người con quê hương Thanh hóa đang công tác, học tập và sinh sống tại Hà Nội những kết quả nổi bật toàn diện mà tỉnh đạt được trong năm 2022. Cùng với cả nước, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19. Song với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, tỉnh Thanh Hóa xác định càng trong gian nan, khó khăn và thách thức thì càng phải đoàn kết. Vì vậy, Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng tranh thủ có hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp và hỗ trợ của các ban ngành, sự hỗ trợ của các tỉnh bạn, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương kịp thời, quyết liệt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và lĩnh vực. Nổi bật là hệ thống giao thông Bắc Nam Đông Tây của tỉnh, cơ bản đã và đang được đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại. Đường cao tốc Bắc Nam dài 98,8 km đi qua địa bàn tỉnh, có 7 nút giao. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, đường cao tốc sẽ kết nối đến quốc lộ 45. Đến hết năm 2023, sẽ thông tuyến đến tỉnh Nghệ An. Nhiều đoạn tuyến ven biển đã hoàn thành, nhiều đường ngang theo hướng đông tây được hình thành để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch và thương mại trên địa bàn tỉnh cũng như tới các vùng lân cận. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Hương Thanh hóa tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, các doanh nghiệp doanh nhân là người Thanh hóa tại Hà Nội đã đau đáu hướng về quê hương bằng tâm sức trí tuệ của mình cùng với lãnh đạo tỉnh xây dựng đường hướng phát triển cho tỉnh Thanh Hóa, khích lệ động viên, góp ý kịp thời trong quá trình phát triển của tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương các tập đoàn kinh tế các doanh nghiệp các chuyên gia các nhà khoa học hội đồng hương thanh hóa tại các tỉnh thành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đồng hành nhiều hơn nữa với quê hương thanh hóa để tiếp thêm niềm tin và động lực để đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra xây dựng quê hương thanh hóa ngày càng văn minh giàu đẹp tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hội đồng hương thanh hóa tại hà nội đã tặng hoa chúc mừng vinh danh những người con của quê hương tri ân các doanh nghiệp thanh hóa tại hà nội đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước xây dựng quê hương và thủ đô hà nội ngày càng giàu mạnh